Chào các bạn, hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau làm một bài thực hành liên quan tới kỹ năng tu chuyển và nội dung là chúng ta cùng nhau tạo ra một cái giọt nước trên CorelDRAW. Để bắt đầu thì chúng ta sẽ chọn công cụ Ellipse. Các bạn có thể chọn công cụ Ellipse trong hộp công cụ hoặc nhấn F7. Sau đó thì đưa vào trong trang làm việc. Trang vẽ và chúng ta nhấn giữ phím Ctrl và vẽ ra một hình tròn thật tròn. Sau khi vẽ xong thì chúng ta sẽ chuyển công cụ một lần nữa. Lúc này chúng ta sẽ dùng tới công cụ thứ hai là công cụ 3-point ellipse. Công cụ giúp chúng ta vẽ ra hình ellipse bằng 3 điểm. Kiểm tra xem cái chế độ snap nó có bật hay không. Nếu không bật thì chúng ta phải kích hoạt nó lên. Sau đó thì chúng ta sẽ đưa công cụ này vào và làm sao cho bắt được cái điểm quadrant, cái điểm phần tư ở đây. Sau đó thì các bạn nhấp giữ chuột và kéo xuống điểm phần tư phía dưới. Thì các bạn nhả chuột ra và chúng ta sẽ kéo để tạo ra một cái hình ellipse như thế này. Đến đây chúng ta sẽ chuyển nó sang thành cái chế độ là pi. Thì các bạn có thể gõ đây là 0 và 180 độ. Để chúng ta vẽ lấy một nửa thế này thôi. Đấy. Và chúng ta sẽ tô cho cái này thành ra là cái bóng đổ của cái giọt nước. Ở đây thì chúng ta sẽ tô cho nó màu đen. Và đưa nó xuống dưới. Shift. Tiếp theo. Đưa nó xuống dưới. Kế tiếp thì chúng ta sẽ bấm chọn vào cái hình này, hình tròn này để chúng ta vẽ giọt nước và chúng ta cũng tô cho nó màu đen. Kế tiếp thì chúng ta sẽ chuyển sang công cụ Interactive Fill Tool hoặc là các bạn có thể nhấn phím G. Sau đó chúng ta nhấn chọn vào cái tùy chọn là Fountain Fill. Thì nó sẽ cho phép chúng ta là tô theo cái kiểu hòa trộn giữa hai màu đen và trắng. Ở đây thì tôi cần cái đen ở phía bên này và cái trắng ở phía bên này. Thì chúng ta sẽ bấm vào cái biểu tượng là Reverse Fill để chúng ta đảo ngược hai cái chiều này. Kế tiếp, chúng ta chuyển về công cụ Quick Tool. Chọn cả cái hình tròn và cái phần bóng của nó. Sau đó thì chúng ta sẽ quay nó đi. Ví dụ. Đây. 45 độ. Cho nó chéo như thế này. Còn chúng ta sẽ lấy cái ánh sáng từ trên xuống dưới và từ phải qua trái như thế này. Đó. Đến đây thì chúng ta sẽ phóng lớn lên một chút, quan sát cận cảnh. Và chúng ta sẽ chuyển sang công cụ Pen. Ở đây thì chúng ta sẽ vẽ cái phần bóng sáng cho cái giọt nước. Và trước khi vẽ thì chúng ta nên tắt cái chế độ Snap Tool đi. Để chúng ta có thể thoải mái trong cái việc là vẽ và hiệu chỉnh. Bắt đầu vẽ cái phần bóng sáng ở trên giọt nước. Rồi, sau khi vẽ xong thì chúng ta trước hết là chúng ta tô cho nó màu trắng. Và chúng ta chuột phải vào đây để hủy bỏ cái đường viền. Đồng thời chúng ta cũng có thể quét chọn hết tất cả cái đám này và chúng ta cũng hủy bỏ đường viền đi bằng cách là chuột phải vào đây. Sau đó thì quay trở lại, chúng ta chọn công cụ Shape Tool, bấm vào trong cái phần vệt sáng này và chúng ta sẽ bắt đầu tiến hành điều chỉnh. Trước hết là tất cả các cái điểm mà điều khiển này, phần lớn là chúng ta sẽ chuyển từ cái dạng là Symmetrica, chúng ta chuyển sang thành Smooth hoặc là Cap Node để cho nó dễ điều khiển. Thế còn Symmetrica thì nó mềm mại thật đấy nhưng mà nó sẽ rất khó điều khiển tại vì chúng ta điều khiển một bên thì nó sẽ ảnh hưởng đến bên còn lại. Sau đó thì bắt đầu là hiệu chỉnh làm sao cho ra được cái bóng nước cho nó hợp lý. Cái bóng sáng. Ok. Đến đây
thì chúng ta sẽ xử lý thêm một chút để cho nó chìm vào trong cái phần này, bằng cách là chúng ta bấm vào cái phần bóng sáng này, thay vì để là màu trắng nguyên thì chúng ta sẽ giữ phím Control và chúng ta kích một lần vào trong cái phần đen này để chúng ta trộn thêm 10% cái màu đen này vào trong cái ánh sáng để cho nó không bị sáng quá. Và đồng thời thì chúng ta có thể là điều chỉnh lại ánh sáng ở đây một chút bằng cách là bấm vào đây. Các bạn có thể là cho nó lên sâu hơn một tí thì nó sẽ có một cái phản quang, nó tương phản tốt hơn. Đến đây thì chúng ta thu nhỏ cái màn hình lại như thế này để chúng ta nhìn tổng quan. Và bây giờ thì chúng ta sẽ nhấp đúp chuột vào trong cái công cụ Rectangle Tool này để tạo ra một cái hình chữ nhật bằng luôn cái trang giấy vẽ. Và tất nhiên là nó sẽ nằm ở tầm thấp nhất có thể, nó là cái nền. Bây giờ chúng ta lại tô màu đen cho cái nền này thì cái bóng này nó sẽ lẫn hết vào đây, chúng ta không nhìn rõ nữa. Nhưng chúng ta sẽ bấm vào công cụ Interactive này và chúng ta lại chuyển sang thành cái chế độ là Fountain. Hãy điều chỉnh tiếp, lấy cái phần đen kéo xuống đây, phần trắng lên trên này. Sau đó thì chúng ta có thể là điều chỉnh thêm cái đen trắng này để cho nó có thể tạo ra một cái không gian có sáng tối phù hợp hơn. Ví dụ như thế này. Và đến đây thì chúng ta sẽ nhìn thấy rằng là cái giống ở đây nó giống như là một cái giọt nước đang đặt ở trên một cái bề mặt, nó đọng ở trên một cái bề mặt và nó đổ cái bóng ra cái bề mặt này. Nếu mà chúng ta muốn thì chúng ta có thể nhấn bảng. Đây, chúng ta chọn hết cả như thế này, kéo ra, chuột phải nhân bản, chúng ta có thể giữ thu nhỏ nó lại, làm thành giọt nước thứ hai, giọt nước thứ ba, nếu cần thiết thì các bạn có thể là điều chỉnh làm sao cho cái màu nó phù hợp hơn. Đấy, các bạn có thể là điểm thêm, nhấp đúp vào đây để các bạn thêm màu, các bạn cho cái màu nó thêm một vài điểm điều khiển nữa để cho nó sẽ không bị cứng quá. Đấy, ví dụ như thế này. Đó, và đây là kết quả. Thì thông qua một cái hướng dẫn rất là ngắn như thế này thì chúng ta đã sử dụng kỹ thuật tô chuyển Fountain Fill và chúng ta đã mô phỏng được một cái chất liệu là cái giọt nước đang đọng ở trên một cái bề mặt nào đó, có một cái phản quang trông khá là vui mắt.